Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và tiếp tục cập nhật thông tin và diễn biến mới nhất vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Tiếp tục là những thông tin diễn biến trực tiếp tại hiện trường giải cứu hạng nam đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất. Đặc biệt nhất là hôm nay sẽ là thông tin mà tất cả quý vị và các bạn đang chờ đợi bấy lâu nay. Thông tin đã chính thức là sẵn sàng chuẩn bị là phương án cuối cùng cũng như là công đoạn cuối cùng đưa trụ bê tông lên trong ngày hôm nay. Đó, đây là một thông tin rất vui. Tuy rằng có nhiều người hỏi là tại sao cháu không may mắn qua đời rồi mà tại sao vẫn là tin vui? Bởi vì ở trong cái nỗi buồn đó nó vẫn còn cái sự may mắn. Bởi vì ở đây là vui là bởi vì là tuy cháu đã qua đời nhưng mà đã đưa được thi thể lên cũng là một sự niềm vui, cũng là một sự thành công rồi, đúng không? Bởi vì cháu đã mất rồi. Nhưng mà ở đây là đã đưa được thành công lên. Và trong ngày hôm nay thì đã có thông tin chính thức rồi. Thì quý vị và các bạn sẽ theo dõi hết video này. Đặc biệt là mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những diễn biến sau đó khi được đưa lên và cách để lấy thi thể ra như thế nào, cũng như là đưa về gia đình để làm lễ an táng ra sao, quý vị nhé. Và mọi người cũng đừng quên để lại lượt bình luận dưới video này. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Sẵn sàng thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé trai rơi trụ bê tông lên mặt đất. Đây là ở quân khu 9, quý vị nhé. Đó, Lữ đoàn Công binh 25, quân khu 9 cho biết là lực lượng cứu hộ cứu nạn của Lữ đoàn đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện trang bị để sẵn sàng thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị rơi vào trụ bê tông lên mặt đất. Đây là một thông tin vô cùng vui đối với tất cả nhân dân, cả nước chúng ta. Đặc biệt nhất là niềm vui đối với gia đình, bởi vì biết là đau đớn đó, nhưng mà hôm nay thì đã là cái ngày mà mong đợi nhất rồi, công đoạn cuối cùng rồi. Là trong hôm nay sẽ đưa được thi thể của hạng nam lên và sẽ đưa về nhà để lo an táng cho hạng nam. Theo đó, quân khu 9 đã đưa xe Rocketman và phương tiện đi cùng, thiết bị dò tìm tổng hợp Sextram 3000, đồng thời cử 15 cán bộ chiến sĩ túc trực xuyên suốt tại hiện trường tham gia cùng với các lực lượng cứu hộ để đẩy nhanh tiến độ đưa thi thể bé trai lên mặt đất. Đó, đây là Lữ đoàn Công binh. Đó, đây là quân khu 9. Đã sẵn sàng chuẩn bị xe hộ tống, rồi là thiết bị dò tìm tổng hợp, rồi là đồng thời cử 15 cán bộ chiến sĩ túc trực xuyên suốt thời gian tại hiện trường để tham gia cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn để đưa thi thể về với gia đình. Đây là công đoạn vô cùng là nói chung là khó khăn và chúng ta đã đợi chờ từ ngày đầu của năm mới đến ngày hôm nay. Từ ngày 31 tháng 12 thì cháu đã rơi xuống hố và bắt đầu công cuộc là từ ngày 31. Nhưng mà thông tin là ngày mùng 4 là cháu đã chính thức qua đời. Đến nay thì đã có thể nói rằng là thông tin hôm nay sẽ là thông tin mà mọi người đang trông đợi nhất, là sẽ đưa được trụ cột bê tông có hạo nam lên, quý vị nha. Hiện tại gầu cạp đất đã cạp được khoảng 25-26m tính từ mặt đất tự nhiên. Lực lượng cứu hộ đã đang hàn nối và đưa ống vách tròn 0,2m xuống bao quanh trụ bê tông có nạn nhân để đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công làm nhiệm vụ, đề phòng bị sạt lở đất. Quý vị thấy chưa? Không hề đơn giản đâu. Nhiều người cứ chuyên gia online cứ nói rằng là đơn giản lắm, cứ cẩu lên một cái là xong. Đó, ở đây là phải huy động cả một công đoàn chiến sĩ cán bộ đến để có thể nói là có thể hỗ trợ đưa lên làm sao cho an toàn nhất cho cả những người thi công. Chúng ta mới biết được cái sự vất vả gian nan của những đội cứu hộ cứu nạn cũng như lực lượng của bên tỉnh Đồng Tháp như thế nào. Gấp rút ở đây là sẽ tiếp tục là hàn nối và đưa ống vách tròn 0,2m xuống để bao quanh trụ bê tông. Để đây để làm gì? Để đỡ bị sạt lở. Đồng thời triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên mặt đất và sẵn sàng lực lượng phương tiện để rút và đưa lại bê tông thứ hai, thứ ba lên mặt đất. Có nghĩa là sẽ đưa đồng thời ống thứ hai và ống thứ ba lên luôn trong ngày hôm nay. Đó. Quân khu 9 và lực lượng cứu hộ đưa ống vách tròn 0,2m xuống bao quanh trụ bê tông có nạn nhân để đảm bảo an toàn lực lượng thi công và sẵn sàng cho công đoạn là nhổ cái trụ bê tông lên. Tại hiện trường, ngoài các thiết bị chuyên dụng quân đội, của quân đội còn có hai chiếc xe cẩu 50 tấn, một chiếc chuyên để trang bị và một chiếc chuyển trang bị, một chiếc dùng để đóng trụ, một chiếc xe cẩu 80 tấn dùng để gắn gầu cạp đất pallet và một chiếc xe xúc đào dùng gắn búa rung đóng cừ la sen, một xe xúc đào dùng đào đất và giải phóng mặt bằng.
Đó, ngoài ra còn các phương tiện trang bị hỗ trợ khác như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước và áp lực cao. Quý vị thấy không? Nó không hề đơn giản, nó cả là một cái hệ thống bao nhiêu dàn máy móc khổng tập trung tại hiện trường để có thể là đưa được hai trụ bê tông lên. Đây cũng là một cái thông tin mà chúng ta đang chờ đợi nhất, có thể nói là từ cái lúc mà Hạ Nam rơi trụ bê tông đến ngày hôm nay. Đó, bây giờ chúng ta đã thấy là cái công đoạn cuối cùng rồi, là sẽ liên tục ở đây là sẽ gấp rút đưa được trụ bê tông thứ hai, thứ ba lên, và cái khâu ở đây đã chuẩn bị xong rồi. Đó, đây là tất cả chúng ta đã nói là quân khu 9 ha, lữ đoàn công binh là đã báo cáo rằng là đã chuẩn bị xong tất cả quân số, phương tiện để trang bị cho mọi thứ cho nó hoàn hảo nhất. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là đây là công đoạn cực kỳ khó. Tiếp cận ở đây là từ ngày mà đưa ra phương án mùng 5, mùng 6. Hôm nay đã trải qua hơn mười mấy ngày. Và hôm nay là buổi sáng ngày 18 tháng 1, đã là 19 ngày, 18 đêm. Hạo Nam đã ở vị trí sâu 30 mấy mét, rất là lạnh lẽo, gia đình cũng rất là buồn và cũng đang cầu mong là sẽ làm sao đó để cho mọi việc nó suôn sẻ nhất. Chúng ta cũng vẫn nói là vẫn thầm cầu mong là mọi việc sẽ suôn sẻ đến với các chiến sĩ đơn vị cứu hộ cứu nạn để không có cái sự cố nào xảy ra. Và đến ngày hôm nay thì đã có thông tin rồi, tất cả chúng ta đã sẵn sàng và bây giờ chỉ có chờ và chờ nữa thôi. Quý vị và các bạn sẽ liên tục được cập nhật thông tin, bởi vì là khi mà tất cả thiết bị đã chuẩn bị xong nhưng mà cái giai đoạn mà có thể kéo lên và đưa thi thể ra mới là cái quan trọng nhất. Để chúng ta thấy được rằng là nguyên nhân ở đây là qua đời là vì đâu, rồi là cái lúc rơi xuống đó đã qua đời chưa, và cái tất cả sẽ được khám nghiệm tử thi. Cũng như chúng ta đã biết rằng là hiện tại thì mọi người đang rất là quan tâm là không biết là kéo lên nó thi thể còn nguyên vẹn hay không. Thì em nói mọi người là hiện tại thì đã mười mấy ngày rồi thì chắc chắn là đã phân hủy và còn xương không. Đó, bởi vì đây là 18 19 ngày rồi, đâu phải là ít. Nên là cái quá trình dài như vậy, nhưng mà có một cái điều là đã giảm bớt sự phân hủy. Có nghĩa là ở trong cái môi trường lạnh, độ sâu 35 mét môi trường lạnh, kèm theo đây là kín không khí thì có thể là giống như kiểu là chúng ta đã bảo quản thi thể vậy. Nên là có thể sẽ được lâu hơn. Đó, thì hôm nay thì đã tính đến phương án ở đây là hàn nối và đưa ống vách tròn xuống để bảo vệ xung quanh trụ bê tông để tránh bị sạt lở đất và tránh ở đây là có thể là gãy cái trụ đó. Nên là tất cả các phương án ở đây là đang được gấp rút thực hiện rồi, sẽ kéo lên và chắc chắn trong hôm nay chúng ta đã nhận được rất nhiều thông tin, có thể là sẽ hai trụ sẽ được lấy, một trụ lên trước và một trụ lên sau. Và khi lên thì sẽ có những cái đội gọi là có máy thiết bị máy móc ở đây tại hiện trường vẫn đang có ở đây là cẩu 50 tấn. Đó, những chiếc cẩu mà để chuyển những thiết bị để có thể đưa được trụ bê tông lên. Máy xúc, rồi là búa rung, rồi là ngoài ra là cùng những thiết bị khác, rất là đông người giải cứu. Đây là một cái gọi là một cái sự việc rất là lớn, chưa từng có. Nên là trong cái công việc giải cứu rất là khó khăn. Sau này nếu có cái sự việc là tương tự như vậy thì chắc chắn là sẽ dễ hơn. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là khi mà đóng cái ống cừ la sen này xuống ấy để bảo vệ, và sẽ đóng ống cái vách 0,2 mét này để làm gì, để bảo vệ xung quanh trụ bê tông này để kéo lên sẽ không bị gãy, không bị sạt lở và an toàn nhất. Thì ở đây họ đã tính toán rất là kỹ cả ngày hôm qua, đúng không? Chúng ta đã biết rằng là một ngày hôm qua là đã không có thông tin, bởi vì là vẫn đang trong quá trình là nghiên cứu để có thể đưa ra một cái phương án tối tân nhất. Nhưng mà đến buổi sáng ngày hôm nay thì đã có thông tin rồi. Em cũng rất là mong ha là sẽ có thông tin mới nhất là đưa lên và sẽ tiếp tục là tiếp cận được với thi thể. Hiện tại chúng ta đã biết rằng là vẫn chưa thể nào biết chính xác, chỉ có biết là ở trong trụ đó thôi, còn chưa biết ở vị trí nào. Bởi vì là theo cái dự tính ở đây là trong gọc bê tông đó thì có cái đáy, đáy gọc, rồi là trong quá trình rung hạ còn có đất đai rơi xuống đó nữa, rồi là bé rơi xuống thì sẽ còn tiếp tục là khoan guồng xoắn làm gãy gọc, thì tiếp tục là cái đất nó sẽ lèn vào trong đó nữa, thì có nghĩa là cả cái trụ của bê tông đó toàn đất và cát và nước đó. Nên là khi đưa lên ấy thì sẽ phải rất là tính toán, dùng máy nội soi để xem là thi thể ở vị trí nào, để cắt cái vị trí đó ra và sẽ đưa ra làm sao mà có thể nói rằng là nguyên vẹn thi thể. Đấy là một cái gọi là cũng là một niềm an ủi lớn với cháu cũng như là với gia đình rồi. Còn nếu mà như cái phương án chúng ta đã nghĩ rằng là sẽ dùng cái máy hút để hút lên, thì có nghĩa là hút thịt không là nó xương ở lại rồi là không nguyên vẹn, thì gia đình cũng rất là đau đớn thực sự quý vị. Ngay cả bản thân mình cũng thế thôi, mình cũng muốn làm sao để được nguyên vẹn nhất có thể, để có thể làm cái niềm an ủi đối với gia đình. Đến ngày hôm nay thì đã là 10, 19 ngày 18 đêm rồi. Đó, đã chúng ta đang mong đợi từng ngày một hành trình rất là dài để có thể giải cứu và đưa được thi thể lên mặt đất. Và chúng ta đã đợi một cái giây phút như thế này.
Đây có thể nói là một cái thông tin khá là vui trước Tết và sẽ được thi thể lên. Thì em cũng nói với tất cả mọi người là tất cả hiện tại thì quân khu 9 đã sẵn sàng hết rồi. Thực hiện công đoạn cuối cùng này, chúng ta sẽ cầu mong rằng sẽ có những cái điều suôn sẻ và sẽ cầu được trụ bê tông cuối cùng này lên và sẽ tiếp tục là nội soi vị trí và sẽ đưa ra bên ngoài. Hiện tại thì chúng chưa thể xác định được chính xác vị trí ở đâu trong trụ bê tông, nhưng mà khi kéo lên rồi thì nó lại rất là dễ. Bởi vì kéo lên mặt đất rồi á, thì chúng ta sẽ có thể nói là sẽ cắt cái khúc đó ra. Đó thì sẽ có cái thông tin mới. Nên em cũng rất là mong tất cả quý vị khán giả thì sẽ theo dõi thông tin mới nhất ha. Em sẽ cập nhật thông tin liên tục. Khi nào trụ bê tông được đưa lên thì em sẽ cập nhật ngay, để có thể là tất cả mọi người sẽ theo dõi cũng như là các phương án ha, hình ảnh cận cảnh ở hiện trường cho mọi người xem. Nên là mọi người nhớ đăng ký kênh và đặc biệt mọi người để lại bình luận ở bên dưới video này nha. Và video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này. Một ngày mới cũng xin chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới thật an lành hạnh phúc. Chào tất cả mọi người.